chào mừng các bạn đã quay trở lại với Navi TV và mình là Navi. Hiện tại mình đang ở Liberty, Hoàng Văn Thụ. Đây là một rạp chiếu phim CGV. Mình hôm nay mình sẽ đi họp báo bộ phim Ai Chết Giơ Tay của anh Huỳnh Lập. Hello. Tiếng gì không? Có thể mang đến cho các bạn khán giả một bộ phim Ai Chết Giơ Tay đầy thú vị và có một cái nhìn vô cùng mới mẻ và tâm linh. Nếu như chúng ta thấy rằng cái dự án này là một cái sự tâm huyết của mình, là ai thấy điều này đúng thì chúng ta vỗ tay mới được không ạ? Dạ, chứ không nào phải giơ tay đâu, vỗ tay mới được, đây nha. Ở đây thì nước mà để uống, nước giao lưu thì nó là bia. Cho nên mình sẽ không uống rượu, nhưng mà chỉ cần uống bia hoặc uống rượu vô một tí thôi, một chút xíu rồi là mặt của nó sẽ nở lên giống như là vi sinh theo bà bên chờ. Cho nên là tôi sẽ không uống, tôi sẽ nhìn khác để một tí nữa, uống thêm một cái Pepsi nhỏ và tôi mở phim. Toàn là những cái game mobile có tí có máu mặt trong giới game không. Phim lớn thiệt, Huỳnh Lập cho lớn quá. Mình rất là mong chờ để mà vô xem phim đó đây. Phim này có bao nhiêu tập? Ủa vậy là mình vô rạp mình xem cái gì? Kêu là phim này sẽ up tập đầu tiên lên YouTube vào lúc 22 giờ. Và bây giờ mình vô rạp mình xem cái gì? Đừng có nói là cái gì vô xưa coi được. Cảm ơn các chị và xin mời quý vị chúng ta. Đừng nói vô rạp coi 10 phút nha. Dạ xin được các bài quý vị em phóng viên báo chí. Vô rạp coi 10 phút đã được release. Đang định mua bắp nước. Hiện tại là bây giờ mình đang rất hoang mang là mình không biết tí nữa mình với Ozu sẽ xem bộ phim bao nhiêu phút. Nhưng mà bây giờ thì mình phải đi mua bắp nước vì mình quá khát. Bây giờ không còn biết xem bao nhiêu lâu nhưng mà nhất định phải mua bắp nước thôi. Quá tối nhưng mà mình sẽ nói một vài câu. Không thấy được. Tụi mình đang ngồi ở một cái vị trí không được đẹp lắm. Nó sát cái mé ở ngoài quá không? Em là thích ngồi chính giữa. Phim ma ngồi ngoài này mới ghê á, ngoài kia đâu có ai đâu. Thôi dẹp đi. 2 hours later. Hello, tụi mình đã xem xong phim rồi nè và hiện tại đang đi uống cà phê. Và uống một cái nơi mà mình rất yêu thích đó chính là Phúc Lộc. Ra là phim này không phải là phim một tập, phim lẻ mà nó là một phim bộ dài tập, đã gọi là web drama. Yes, và tụi mình đã xem được 2 tập phim. Và không biết các bạn như thế nào, chứ đối với tôi thì những cái yếu tố ví dụ như là hài nè, tâm linh, đánh đá, đấu đá với nhau, chém giết, rồi tình cảm gia đình, thì những cái yếu tố đó thường rất là hút tôi, không? Nó quyến rũ để tôi xem phim. Và trong cái phim của anh Huỳnh Lập thì nó có tâm linh ảo. Mày kêu là phim ma, mày đòi đi coi, coi hút dốc luôn. Ủa thì đó là phim ma đúng rồi, phim này là phim kiểu tâm linh mà, diệt ma này nọ. Phim này nghe cái tâm linh đó là tôi đã thấy thích rồi đúng không? Cho nên là tôi, hôm nay tôi với Osusu đã phải lớp từ quận 7 xe quận Tân Bình mà kẹt xe. Tôi phải nói là đúng mệt, tôi là người chạy xe mà tôi muốn quéo nài luôn vậy. Còn rất là nhiều những nhân vật chưa xuất hiện, ví dụ như là chú nghệ sĩ Hữu Châu gì, còn Puka gì nữa chưa xuất hiện, rất nhiều người. Cho nên mình nghĩ chắc chắn là tôi sẽ theo dõi bộ phim này hàng tuần. Và hồi nãy hình như nhớ là vào thứ năm hàng tuần mỗi tối 22 giờ trên channel của anh Huỳnh Lập sẽ chiếu một tập phim. Các bạn nhớ đón xem nhé. Tôi cũng sẽ đón xem đây tại vì xem 2 tập rồi. Rất là tò mò những tập sau sẽ như thế nào. Chắc chắn mình sẽ xem hàng tuần, xem đều đặn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này của mình. Nhớ like và subscribe ủng hộ cho Navi nha.